Cô gái 17 tuổi giả Sugar Baby dàn cảnh cướp tài sản tại khách sạn. Công an quận Ba Đình bắt tạm giam nhóm nam nữ lập kế hoạch giả Sugar Baby dàn cảnh đe dọa, tống tiền và cướp tài sản của nhiều người rồi chia nhau tiêu xài. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam DTQ, 17 tuổi và 5 người khác về tội cướp tài sản. Theo cơ quan chức năng, Quy và NBD, 17 tuổi, bàn bạc với nhau, lập kế hoạch tống tiền những người đàn ông có nhu cầu quan hệ tình dục với Quy. Sau đó, thiếu nữ lên mạng xã hội, đăng tin tuyển Sugar Daddy. Ngày 16 tháng 2, một người đàn ông sập bẫy, được Quy hẹn gặp tại một khách sạn ở huyện Hoài Đức. Khoảng 11 giờ cùng ngày, sau khi Quy và người đàn ông trên đã ở trong phòng, D và HVK, 17 tuổi, phá cửa lao vào, dùng dao uy hiếp, đe dọa người đàn ông phải đưa tiền. Sau đó, người đàn ông này bị các nhóm này áp giải đến tiệm cầm đồ, bán xe máy với giá 20 triệu đồng để đưa cho Quy và đồng phạm. Cả được chia 1 triệu, còn lại Quy và D chia đôi số tiền còn lại. Theo cơ quan công an, với thủ đoạn tương tự, nhóm của Quy đã thực hiện thêm 2 vụ cướp tài sản khác, chiếm đoạt 37 triệu đồng. Ngày 20 tháng 2, Quy lại hẹn một người đàn ông khác 42 tuổi gặp nhau tại nhà của người này ở quận Ba Đình. Tại đây, nạn nhân khóa cửa nên đồng phạm của Quy không thể tiếp cận. Do đó, Quy tự quay lại một số hành động thân mật với người này rồi tìm cách bỏ về. Sau đó, cả nhóm quay lại, đập phá cửa, camera tại nhà người đàn ông trên. Anh trai người này mời Quy và đồng phạm vào nhà nói chuyện. Tại đây, nhóm này thấy chiếc TV có giá trị cao nên uy hiếp gia chủ, lấy TV đem đi tiêu thụ.